quý vị và các bạn, năm 2017, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 12.300 tỷ đồng, tương đương 540 triệu đô la Mỹ, vượt xa mốc 10.400 tỷ đồng của năm 2016. Đây là mức thiệt hại kỷ lục của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Điều này cho thấy bức tranh toàn cảnh về an ninh mạng tại Việt Nam trong năm qua còn có các điểm nóng. Một trong những điểm nóng của tấn công an ninh mạng trong năm 2017 chính là các thiết bị có kết nối IoT, Internet of Things, kết nối Internet vạn vật như router Wi-Fi, camera IP với sự bùng nổ của các biến thể mới như mã độc Mirai, trong đó có biến thể nhắm mục tiêu đến Việt Nam. Cùng với đó, thách thức đảm bảo an toàn trong công nghệ xác thực cho thấy đang tồn tại nhiều lỗ hổng. Theo thống kê, cho tới nay vẫn có tới 55% người sử dụng chung một mật khẩu cho các tài khoản tại nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau. Điều này dẫn đến việc mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cùng với đó, việc bùng nổ tin tức giả mạo trên mạng xã hội, mã độc đào tiền ảo có dấu hiệu bùng nổ hay mã độc tống tiền lây lan nhanh chóng như sự việc WannaCry cũng là những điểm tối cho tình hình an ninh mạng trong năm 2017. Và chúng tôi cũng có một cái đánh giá là các cái xu hướng bây giờ thì thế giới mạng kết nối thì các cái xu hướng, các cái cách thức tấn công mạng tại Việt Nam cũng như là trên thế giới là có cái sự đồng nhất. Một cái hình thức tấn công trên thế giới thì có thể xuất hiện ngay lập tức tại Việt Nam mà không có cái sự khác biệt nào. Cũng theo các chuyên gia an ninh mạng, năm 2018 sẽ tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc tấn công phát tán mã độc nhằm thu lợi bất chính như mã độc mã hóa tống tiền ransomware, mã độc đào tiền ảo. Các chuyên gia cũng dự báo bên cạnh Facebook, các thiết bị IoT hay các cuộc tấn công có chủ đích APT thì việc phát tán mã độc để tạo ra mạng lưới botnet đào tiền ảo sẽ là đích ngắm mới của tội phạm mạng trong năm 2018.